ơi, rùa cái mai nó bự như vậy. Con gì? Như con ba ba đi. Trời ơi, nó mắc cỡ quá, nó phục sát vô sao. Lâu lắm rồi, mấy giờ thứ năm, họ về đi bán tùm lum rồi. Thứ năm nó bán ngày còn về ta. Con gì vậy giờ? Không có hả? Tự nhiên nãy mình tưởng ốc bu không chứ? Không có ốc bu. Mình tưởng là bu ly là có ốc bu chứ. Chào mọi người nha, hôm nay lâu dữ lắm rồi mình mới gặp lại chú Năm bán cá lia thia nè. Hôm nay trong cái hồ cá của chú Năm có còn đây con rùa hả chú Năm? Rùa, trời ơi. Nay chú Năm bán rùa hả? Ngày là bán ba ba không hả? Ba ba cũng có. Nay lần đi thấy con rùa. Trời ơi, rùa cái mai nó bự như vậy. Con rùa này rùa đực hay rùa cá chú Năm? Rùa đực hay rùa cá vậy? Coi cái mai nó coi. Sao? Cá hả? Đực hả? Cứng quá vậy? Đâu đưa tao coi, tao nghĩ cũng như mà cái con trời con ơi. Gì? Như con ba ba đi. Trời ơi, nó mắc cỡ quá, nó thúc sát vô sao? Thúc cỡ hả? Ừ. Nếu mà cái con bùa thì nó như con ba ba thôi hả? Cái đuôi nó dài hơn mai thì nó là đực, còn cục hơn mai là cái vậy thôi. Trời ơi. Nó cút vô mai cái đuôi hả? Để vô vậy luôn hả? Mấy con ba ba con rồi hả? Con này là con rùa. Hôm nay chú Năm bán rùa nữa hả? Con này là nhiêu tiền vậy? 130 ngàn hả? Tự nhiên cái này nó lọt sổ vô đây vậy? Lâu lắm rồi mới thấy ông Năm. Bán ở đâu? Dàn cá của chú Năm. Hôm nay chứ bán chừng nào chú Năm? Bán còn lâu tinh công rồi Hồng Mỹ Bắc A rồi Hồng Mỹ Vinh. Hồng Mỹ Vinh luôn hả? Ờ. Không phong. Trời, thấy chỉ mưa không ổn mà nó chạy lên bán gần gần đó về rất là hiệp chúng tôi. Đông quá. Lâu hoặc là vô hội lắp B. Đông quá hiệp nữa hả? Lâu lắm rồi mới thấy ông Năm. Biết sao không, lúc này học sinh ở đây học 2 buổi mà tới 10 giờ mấy tan hết trơn. Chút quá trời lâu, quá trời lâu mới thấy ông Năm. Hai cha con biết luôn. Biết tiêu. Tư nào? Tư. Chào mọi người nha. Hôm nay thì mình ra quầy cá của chú Năm á. Mình thấy chú Năm có bán con cá beta rất là đẹp nè. Đây là cặp beta mà chú Năm đang bán. Nguyên người cá chú Năm có hai con beta. Hai con beta đây con. Cá beta mà chú Năm đang bán. Đó. Lâu lắm rồi mới gặp chú Năm hở ngày đi bán tùm lum chỗ. Hai chú Năm có bán hai con beta. Đây con, với đây con. Còn lại là cá phướng. Ủa hả, mình thấy ông bán cá chê cái gì nữa mà không? Cái gì gì đó? Chê hả? Cái chê vàng gì không? Ờ, cái chê vàng nó nhìn ra. Ủa con này con cá gì đẹp vậy? Cái sim. Sim hả? Đẹp vậy? Này không có mấy con cá đó nữa ông Năm, cá gì mà cũng không vàng vàng đó. Là hán rồi đó. Trời ơi, có ngóc u vàng nữa hả? Trời ơi, chú Năm vừa kìa chơi thân thuộc đó. Cái bàn của chú Năm bán gì? Thức ăn. Bu ly. Này ra quầy cá lia thia của chú Năm bán mà. Ủa chú Năm, cái này là bu ly là chúng gì á? Con cá đó tên bu ly, thay vì có con cá chích nhật mình không có, mình thay thế cá bu ly vô. Bu ly là con nào vậy? Con cá bu ly hả? Con cá bu ly hiện giờ ở đây chắc nó không có. Không có hả? Ta nhập một lần là dài 300 con, ta bắn ở đây cá đây. Cá bu ly hả? Trời ơi, cá bu ly là con đó hả? Tự nhiên nãy mình tưởng ốc bu không chứ? Ốc bu con này.
Ở bu nữa. Chú có một bu luôn. Chú có bu ly là con đó hả? Tưởng là cái bu ly là có bu. Con tưởng là bu ly là có bu chứ. Cá bu ly. Trời ơi. Ờ, cá bu ly, cá đó hồi đó giờ mình thấy nó xấu mình tưởng như chưa con chân trâu mà không phải. Dạ. À. Tưởng là con ốc bu anh. Bu ly là tưởng ốc bu, tại nãy giờ nhìn thấy con ốc bu này. thức ăn của chú nằm bu ly ốc bu. Tám ngày bán mấy chỗ kia được không chú nằm? Tám ngày ở đây có nhiều người bán, có cái anh kia bán.